Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các nghị quyết của Quốc hội khóa 15 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7. Cụ thể các nghị quyết gồm nghị quyết số 133 ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Nghị quyết số 136 ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết số 141 Ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Toàn văn nội dung các nghị quyết này của Quốc hội mời quý vị và các bạn theo dõi trên cổng thông tin điện tử Quốc hội tại địa chỉ www.quochoi.vn.